Hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thành Tú Store, kênh chuyên mua bán thời cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip review qua cửa hàng, review qua thôi nhé. Đấy, sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn các máy bên mình sẽ làm khác các video trước. Đấy, thì bên mình bán hàng thì vẫn cứ có ship code toàn quốc, mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái. Ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Đấy, và các bạn mua hàng ấy thì vui lòng cọc cho mình cái thẻ 50.000 máy dưới 2 triệu, 100.000 máy từ 2 triệu đến 5 triệu, 200.000 máy từ 5 triệu đến 10 triệu và máy trên 10 triệu thì các bạn cọc nói chung là 500 1 triệu giúp mình nhé. Thật sự là tin tưởng thì các bạn hãy cọc, còn các bạn còn nghi vấn, còn nghi ngờ thì các bạn cứ tìm hiểu đi, bao giờ tin tưởng thì các bạn mua nhé. Đấy, ok, và bây giờ mình sẽ review qua, sau đó mình sẽ giới thiệu máy để các bạn đặt mua bên mình nhé. Đây nhá mọi người nhá, tủ bên ngoài là mình bày dòng Android. Mỗi một hàng này là 16 cây, 4 hàng là được 64 cây. Đấy. Còn bên trong này thì là iPhone nhá, iPhone đây. Mình có 11, đây là 12 này, 12 này, 11 này, Xiaomi Max này, đấy, 12 Pro Max này, đầy đủ nhá. Đấy, X này, hàng tiếp đầy đủ này. Còn trong này là iPad nhá, phía sau lưng mình bày rất là nhiều sạc này. Đấy, sạc tốt này, rất là nhiều nhá, đấy, tai nghe này. Đấy, còn bên thằng sau lưng này cũng là ốp này. Đấy. Ok nhá. Mình cho góc rộng này. Đấy, nhìn cho mọi người nhìn rõ vào các bạn ạ. Mình ở Hà Nội mà cho nên là rất là chật nhá. Trông như này thôi nhưng mà tổng diện tích trong này của mình chưa được 18m2 nhá. Chưa đến 18m2. Ok. Còn trong này nữa, đây, trong này iPhone 4S này. iPhone 4S và iPhone 5 SE này. Đấy, và rất nhiều Samsung lốt 10 S9 trong này. Đâu đó tất cả của mình thì cũng phải rơi vào tầm khoảng gần 300 cây đó. Đấy. Và mình ở Hà Nội mà địa bàn rất là chật nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, chật chội bung bét. Vì nhà mình cũng đang lên thêm một tầng để cho nhân viên ở nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, phụ kiện bày từ tầng 1 lên tầng 2, thậm chí lên tầng 3 luôn nhá. Đấy. Đây. Các bạn nhìn đi này. Đấy. Cường lực này. Đấy. Đấy, thêm tầng 2 là củ sạc Samsung chính hãng này. Một rổ này của mình cũng có vài trăm cái đấy nhá. Ok nhá, và bây giờ mình bắt đầu review điện thoại nhá. Ok, bây giờ thì mình sẽ review trực tiếp tại cửa hàng luôn nhá. Thì nhà mình đang sửa, thế cho nên là không có thời gian mà bày được như mọi lần. Thì mong mọi người thông cảm. Ok, đầu tiên giới thiệu các bạn con A12 bản VN. Máy mới dùng được 1 tháng, 20 ngày thôi. Chỉ dùng được 20 ngày thông bán cho mình. Đấy, con này còn bảo hành 11 tháng nhá. Bản VN, máy nguyên zin đẹp, pin nguyên 100%, 64GB, có giá là 17 triệu nhá. Tiếp theo là một con 12 cũng bản VN, 64GB, còn bảo hành đến tháng 3 năm 2022. Con này pin 96 nhá, máy đẹp, zin. Đấy. Con này có giá là 16 triệu 500. 16 triệu 500. Con 11 triệu 800, 64GB bản GA, pin 94% nhé. Máy đẹp như máy mới. 11 triệu 800, 64GB bản GA, pin 94%. Nói chung bây giờ bản nước gì chẳng quan trọng rồi các bạn. Tiếp theo là 11 128GB, pin 86%, máy vẫn bao zin cho mọi người. 12 triệu 200 nhé. 12 triệu 200. Hôm nay mình review cái này, nếu các bạn thấy khó xem thì mong các bạn thông cảm, để nhà mình rất là chật chội. Ở Hà Nội mà bạn, nhà chưa đến 20m2, chưa bằng một cái phòng ở quê mà cả quán, cả ăn ngủ các thứ. Nói chung là không được rộng rãi nhiều quê đâu, mong các bạn thông cảm nhé. Tiếp theo là có một con Xiaomi Max màu gold. Máy bị vỡ kính đằng lưng sau đây. Đấy, vỡ đây. Nên chỉ có giá là 9 triệu rưỡi, máy Mã Mỹ, pin 85%, 9 triệu rưỡi nhá. Nhưng nó mặc vỡ lưng. Tiếp
Tiếp theo một con Ignis Max màu gold, con này 64 ghi pin 83%, máy lốc mà mình đã fix lên quốc tế, con này giá 9 triệu nhá. Đấy, máy lốc đã fix lên quốc tế rồi, 9 triệu. Tiếp theo là con Ignis Max màu trắng, 64 ghi, máy mã Mỹ, pin 92%, 11 triệu nhá, con này 11 triệu, 11 triệu. Chứ là máy đẹp chứ cả mố gì. Con nào tình trạng nhà thì mình sẽ báo rõ mọi người như vậy nhá. Tiếp theo con Ignis Max, con này 10 triệu 500, pin 89%, 64 ghi màu gold. Con này thì hình thức được 98% nhá. Đấy, có phe phẩy nhẹ rồi, 10 triệu 500. Tiếp theo mình có một con Ignis Max. Con này thì thay lắp lưng này, này, thay kính lưng nhá, thay kính lưng này, hỏng phê đi này. Đấy, và thay màn, nhưng mà mình đã thay màn zin nhá, không phải thay màn vớ vẩn đâu. Thay màn zin đấy. Đấy. 8 triệu rưỡi nhá, 8 triệu rưỡi. Mình đọc lại lỗi của nó này, hỏng phê đi này. Cái kính lưng đằng sau đã ép lại này. Cái màn hình đằng trước đã thay này, nhưng thay màn zin nhá. Đấy, 8 triệu rưỡi. Một con XR, con XR 118GB pin 82%, giá 8 triệu. Hình thức phẩy nhá. Hình thức phẩy. Đấy, sẽ quay cho mọi người. 118GB nhá, đây là bản 118GB. Một con 11 Pro Max 64GB bản Mỹ, pin 88%. Máy zin chất đẹp. Tuy nhiên con này có bị một cái vết như này là do cái dán báo giá ấy, người ta dán đây lâu quá nên là in hẳn lên đây nhá. In hẳn mất lên đây. 16 triệu 200. Máy này trước mình dùng nên là chắc chắn là rất là ngon nhé. Tiếp theo là một con 11 Pro Max 256GB, pin 88%, máy màu gold zin, mã Mỹ nhé. Có giá là 18 triệu 800, 18 triệu 800 nhé. Tiếp theo mình có con 12 Pro Max, 12 Pro Max. Con này bản ZA 2 sim vật lý, pin 94% nhá. Máy đẹp zin chất. Người ta còn dán cả miếng TPF đằng sau. Đấy, thì con này có giá là 24 triệu 500 nhá, 108GB, 24 triệu 500. Tiếp theo mình có một con iPhone 12 Pro 206GB pin 96%, còn bảo hành đến tháng 2 năm 2022, máy đẹp zin chất nhá, nói chung đẹp không tì vết luôn. Đấy, con này mấy hôm trước mình cũng dùng nhá, mình thấy mình dùng hai con nhiều tiền quá xót ruột các bạn ạ. Đấy, 23 triệu 300, mình giảm 300 còn 23 triệu. Tiếp theo giới thiệu cho mọi người con XS 8 triệu 64GB pin 100% máy mã Mỹ nhá. 64GB máy mã Mỹ pin 100%. Ok nhá. Tiếp theo mình có một con iPhone X pin 100%. Con này hỏng rung nhá. Cái chế độ rung đã bị hỏng. Đấy. Chế độ rung đã bị hỏng nhá. Và con này thì màn là mà thay màn zin rồi, màn thay rồi nhưng thay màn zin nhá. Đấy, phay đi còn nguyên, 6 triệu nhá, 6 triệu. Bảy Bluetooth 128GB, bảy Bluetooth 128GB nhá. Bảy Bluetooth 128GB, con này mình mua của khách trên YouTube này. Máy nói chung là không rất ok, mình chưa lau đâu. Mình chưa lau vì lý do là bắt hay lau này, ta nhìn lau là đây là nó bẩn thế này. Đấy, 7 rút 128GB nhá, pin 100%. Đấy, thì con này có giá là 5 triệu rưỡi nhá, 5 triệu rưỡi. 7 rút 128GB, thì mình lau sau nhá.
Tiếp theo mình có một con 8 Blood màu đỏ. 8 Blood màu đỏ nhá. Con này là 6,5 triệu. 64GB. 6,5 triệu, 64GB. Pin cũng 100% nhá. Một cây 8 Blood 256GB nhá. 256GB. 8 Blood 256GB nhá. Thôi ơi, dán cho cậu. Tưởng nếu mà dán được cái này thì tốt, cái 6 được chống như trộm nhá. 8 Blood 256GB nhá. Con này thì phẩy nhẹ nên mình đây. Tóc này có phẩy tí này. Đấy. Mình để cho mọi người con này là 7 triệu à. 7, sẽ để cho mọi người con này 7,2 triệu nhá. 7,2 triệu. 8 Blood 256GB. Mình có một cây 6S Blood thanh lý cho mọi người vỏ 6, 64GB, 3 triệu vỏ 6 nhá. Máy thì đẹp. Đẹp về chất ấy, còn hình thức là 6 nhá. 3 triệu. Còn 6S Blood mà lại đẹp keng lên vỏ này thì bên mình còn rất là nhiều nhá. 16GB 3 triệu. 16GB là 3 triệu nhá. Chưa chị đứng ra. Còn 32GB 3 triệu 3. 64GB là 3,5 triệu nhá. Máy keng lên vỏ rồi. Đây là 6S Blood. Còn này là 6 Blood. 6 Blood thì 16GB 2,5 triệu. Hàng keng lên vỏ nhá. 16GB 2,5 triệu. Cái gì chị? Chị tiền à? Chị đợi tí đây, cháu nó làm cho. Em nó quay lại video ấy. iPhone 4S thì đã từ rất lâu. Chú ơi, chú. Chú. 4S nhá, 4S thì càng mình đã rất lâu rồi là chưa bao giờ dưới 100 cây nhá. Chưa bao giờ dưới 100 cây. Đấy, nhập toàn nhập số lượng thôi. 400.000 một cây thôi nhá. iPhone 4S đấy. Không bỏ hành pin, tặng sạc nhá. Tiếp theo là 5SE nhá. Đấy. Trên tầng 5 đang làm thì nó rơi xuống tầng dưới. 5SE nhá, đủ màu. Màu trắng này, màu gold này, màu hồng này và màu xám nhá. 5SE 16GB máy đẹp. Máy đẹp nhá. 16GB máy đẹp. 1,8 triệu. Có tặng kèm ốp sạc vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nhá. Tặng cả cường lực nữa các bạn nhá. Máy Nam Mỹ. Pin thì trên 85% nhá. Máy Nam Mỹ. Cháu hỏi câu chuyện bắt tiền. Một con 7 nhỏ, con này là nhân viên Thanh Thư dùng đây nhá. Trần Thanh Thư dùng 128GB. Máy chất 3,5 triệu nhá. 3,5 triệu. Đơn kia ok rồi. Đơn kia ok rồi. Tiếp theo có một con 8 nhỏ. 8 nhỏ 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu máy đẹp. 8 nhỏ gọi 8G đấy. 64GB nhá. 64GB. Mã Mỹ luôn các bạn nhá. Một cây 6G. Một cây 6G 16GB. Một cây 6G 16GB nhá. Con này thì có giá là 1,7 triệu nhá. 1,7 triệu. Full chức năng. Vỏ đã lên rồi. Một cây 6 Blood 64GB. Cái này là gì? Được rồi. Máy Mã Mỹ 16GB, con này 16GB. Vỏ phẩy nhá. 2,3 triệu. 2,3 triệu. Đấy, vỏ đẹp thì 2,5 triệu, con này vỏ phẩy 2,3 triệu. Ok, và giờ mình sang dòng Android.
nhắc sang này. Đấy. Quay sang này. Giới thiệu dòng ăn được rồi. Đấy. Chơi kiểu này cho nó khô máu luôn anh em ạ. Ok nhá. Vinsmart Roi 3 Ram 3 của nhà 32. 1.8 triệu, Vinsmart Roi 3 1.8 triệu nhá. Máy đẹp. Zin. Asus Zenfone Max Pro M2. Con này có người đặt rồi nhưng không hiểu sao không nhận được hàng nhé. Con này thanh lý cho người ta 2.5 triệu, RAM 6, bộ hình 64, máy đẹp keng 99 nhé. Tốt 15G luôn, mình nhỏ đấy các bạn nhé. 7.4 triệu máy đẹp, 7.4 triệu máy đẹp bản hàn 5G nhé. RAM 12, bộ nhớ 256, nói chung bản hàn là RAM 12 nhé, còn bản Việt thì chỉ có RAM 8 thôi. Đây, S8 Bluetooth, S8 Bluetooth thì mình có màu đen và màu xám này, S8 Bluetooth nhé, đẹp, đẹp thì bên mình bán là 4.2 triệu, phẩy thì bên mình bán là 4 triệu nhé. Máy bản Nhật, dùng chip Snapdragon 845, RAM 6, bộ hình 64 nhé. Máy bản Nhật đẹp, 4.2 triệu. Còn Xiaomi K12, pin 10.000, dùng siêu trâu bó húc luôn anh em nhé. 4.7 triệu. Máy đẹp chất zin, RAM 4, bộ hình 64, 4.7 triệu nhé. Pin dùng từ năm nay thì sang năm không phải sạc. Đấy là nói phét thôi. Còn nói thật là chắc dùng được khoảng 2-3 ngày nhé. S9 nhỏ. S9 nhỏ nhé. S9 nhỏ thì mình còn 3 màu. Màu đen này, màu hồng này, à màu tím và màu xám. Đợi xíu nhá. Ba màu này. Đồng giá là 3.5 triệu máy đẹp, 3.2 triệu máy phẩy, RAM 4, bộ hình 64 nhá. Bản Nhật dùng chip Snapdragon 845. Một lần là bay quảng cáo nhưng mà lần này bận quá không làm được. Quảng cáo luôn tại tủ. Cho nó rực rỡ anh em ạ. Nhiều anh em mà chưa được nhìn cửa hàng. Ok. Ok. Đây. Cho bật 4G lên. Con máy của bác kia được chưa? Bác kia được chưa? Được rồi đấy ạ. Bao tiền? 1 triệu 10 lần. Là bao tiền? Là 100.000 một lần. Đấy. Nói như đằng hoang ấy. Nói đấy tao khách nó giật mình. Thế bảo cô ghi lại tài khoản đi. Ừ. Mi 6X nhé. Em là cái máy này. Em là cái máy này được bao nhiêu tiền đấy anh ấy ở trên đó? Các bạn đợi mình xíu này là đang đông khách rồi. Mà đang đông khách vào. Đợi tí nhá. Em nói là cái iPhone 7 em về dạng. Sorry mọi người nhá. Quay tại cửa hàng nhiều khi có khách, gián đoạn một chút. Mi 6X, RAM 6, bộ hình 64, máy đẹp 9899, 2.5 triệu nhá. 2.5 triệu, Mi 6X. RAM 6, bộ hình 64. Redmi C3. Redmi C3 nhé, RAM 3, bộ nhớ 32. Máy thì màn hình đã ép lại kính rồi. Còn đâu là zin chất nhá. Trừ cái màn hình ép rồi. Đó, 1.9 triệu nhá. Mi
9SE, RAM 6 bộ nhớ 128. Máy đẹp keo 99, 3 triệu rưỡi nhá, còn đây cũng thanh lý. Giá lỗ cho mọi người nhá. Zmi, Zmi, Zmi này là Zmi 9C à? Zmi 9C nhá. RAM 3.64, RAM 3.64. Con này cũng có giá 1.9 triệu nhá. Con này cũng ép lại kính rồi, giá 1.9 triệu nhá. Theo là con Samsung S20 cộng bản Việt Nam 2 SIM, RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp zin keng 99, 10 triệu nhá, 10 triệu máy đẹp zin keng 99. Qua đi tí chuyển khoản nhá. Trước 100 bậc. Cái này nó không. Ok, tí anh cứ nhìn hóa đơn lên nhá. Samsung A10 đây. Samsung A10. Con này thì máy zin hình thức phẩy, 1.6 triệu nhá. RAM 2 bộ nhớ 16, máy zin hình thức phẩy. K30 5G bản RAM 6 bộ nhớ 256. Con này có giá là 5 triệu 2 nhá. RAM 6 bộ nhớ 256, 5 triệu 2. K30 5G. Vivo Y30 bản nội địa Trung Quốc nhá. Cái máy rất là chất. RAM 4 bộ 64, 3 triệu. RAM 6 bộ nhớ 64. RAM xin lỗi mọi người, RAM 4 bộ nhớ 128 là 3 triệu, RAM 6 bộ nhớ 128 là 3.5 triệu nhé. Vivo Y30 bản nội địa Trung Quốc. Đó. Các bạn cần phân biệt thế nào là hàng nội địa và thế nào là hàng nhái nhé. Clip này có thể hơi ồn thì mong mọi người thông cảm. Tiếp theo là có con Redmi Note 10S, RAM 8 bộ nhớ 128, máy đẹp zin 5.1 triệu nhá. 5.1 triệu. Note 10S. S15G thì đây các bạn ạ, mình còn rất là nhiều. Cầm hai cây hai màu cho mọi người xem. S15G. RAM 8 bộ nhớ 256, máy đẹp 9899, 6.3 triệu nhá. 6.3 triệu. Trong đó có con này là con thay nắp nưng rồi nè. Thay nắp nưng rồi thì mình để cho mọi người 6 triệu nhá. 6 triệu. Thay nắp nưng rồi 6 triệu. Vivo Y30, RAM 4 bộ nhớ 128. Con này bản quốc tế nhá. 3 triệu. Máy zin hình thức 9798 nhá. Hình thức có phải nhưng không cấn móp. Oppo F11 3 triệu. RAM 4 bộ nhớ 128 nhá, 3 triệu. Alo. Cái gì cơ? Anh không biết sao? Là trên gác bảo gì? Anh không biết được, thế bảo chị chip cơ. Em gọi vào số 0912555912 đi. Tiếp theo có con Oppo A5s nhá. Con này nói chung là máy thì rất ok, nhưng mà vỏ xấu. 1.6 triệu nhá.
1.6 triệu. Máy zin vỏ 6. Samsung A71, Samsung A71, RAM 8 bộ nhớ 128. Máy thì đã thay cái vỏ đằng sau rồi nhé, thay cái lắp lưng rồi, 4.7 triệu. Samsung A71, 4.7 triệu các bạn nhé. Note 10 Bluetooth mình còn 2 màu, à còn 3 màu. Màu đen, màu ánh bạc và màu trắng đây này các bạn này. Màu trắng, màu trắng ở góc đây nhé. Đấy. Máy đẹp 9899 thì có giá là 9.4 triệu. Còn máy phẩy có giá là 9 triệu. Samsung Note 10 Bluetooth bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256 nhé. Chắc là Note 12. Note 12 mình có 2 cây. Cây bạc này zin chất 6.3 triệu nhé, RAM 8 bộ nhớ 128, 6.3 triệu. Note 12 RAM 8 bộ nhớ 128. Còn con Note 12 này là thay lắp lưng. Thay lắp lưng rồi thanh lý cho một người giá 5.5 triệu. Cực kỳ mềm nhá, 5.5 triệu Note 12. Một con Mi A3 RAM 6 bộ nhớ 128 nhá. Mi A3, Xiaomi A3 nhá. Máy zin đẹp chất. Con này có giá là 3 triệu nhá. Samsung A11. Con này đã ép lại kính rồi các bạn nhá. Đã ép lại kính rồi nhưng máy rất là ngon và chất nhá. Đấy. Và mình đây mình nói ép kính như các bạn biết thôi. Mà không nói thì các bạn sẽ không biết được đâu nhá. Oppo A31. Máy đẹp zin chất, RAM 4 bộ nhớ 128 nhá. Giá là 3 triệu. Ok. Cuối cùng là mình có Oppo A5. Oppo A5 nhá. RAM 3 bộ nhớ 64 triệu 9, RAM 4 bộ nhớ 64 2.1 triệu nhá. Oppo A5 mình nhập rất là nhiều rồi, chỉ còn vài cây thôi nhá. Ok. Ok, thế mọi người xem ưng cái máy nào thì chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng nhé. Thì mọi thông tin mình đã để phần mô tả video rồi. Và cái clip này thì rất mong được sự góp ý của mọi người. Quay nó hơi khác đi một chút. Cũng là vì là điều kiện nhà cửa hàng chật chội mà đang lên tầng rất là bẩn. Bẩn bịu và bẩn thỉu nữa. Nên mình không muốn giải máy ra để trong tủ cho nó đẹp nhá. Ok, thôi xin chào bà con nhá.